nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2009 người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đài loan tập 74 b siêu độ Phật sự Không phải không nên làm Để sư Ấn quan chỉ làm phụ Không phải đặc biệt làm cho họ Chính là bình thường Thân bằng Quyến thuộc tín đồ qua đời Ở trong niệm Phật đường Lập bài dị Mỗi ngày sớm tối niệm Phật Hồi hướng cho họ Vậy thì, thì được rồi Không cần đơn độc đi làm riêng Phật sự cho họ. Ngày Chủ Nhật niệm Phật một ngày. Người hiện tại gọi là Phật nhất. Y theo nghi quy của Phật thất. Tinh tấn niệm Phật một ngày. Cũng là hồi hướng cho những bài vị giảng sanh này. Chúc phúc cho bài vị cầu an vậy thì đủ rồi vì rất đúng pháp bằng thật có thể làm như vậy đạo tràng đó của bạn khẳng định hưng dưỡng vì sao vậy chư phật hậu niệm long thiên thiện thần ủng hộ bạn là đạo tràng chánh pháp chân thật có người phát tâm bồ đề đến hộ pháp Không phải không làm được Sức lực yếu kém Giống như đại sứ Ấn Quang Tổ sư ngày dạy chúng ta Đạo tràng nhỏ 20 người Có cần giảng kinh hay không? Phải giảng kinh Không giảng kinh không được Phát tâm ra giảng kinh có người ủng hộ Họ không nên lo lắng Đời sống không an định Họ có một hoàn cảnh đời sống an định Họ mới có thành tựu Không có hoàn cảnh an định Thì họ không thể thành tựu Cho nên chân thật hộ Pháp Đại đức cư sĩ là Bồ Tát Họ không có gì khác Cung cấp hoàn cảnh an định Để Pháp Sư tấn tu Để Pháp Sư ngày ngày quần Pháp Hiện tại có thể Dùng truyền hình Có thể dùng đường truyền Đây là khoa học kỹ thuật cận đại Có thể dùng đem cái hiệu quả này truyền bá rộng lớn thế nhưng phải nên biết lợi ích của hiện trường nghe kinh không giống như xem điện ảnh tôi tin tưởng rất nhiều người tu học đều có cái cảm xúc này cho nên hiện trường nghe kinh vẫn là vô cùng quan trọng hiện trường có thể thêm vào những thiết bị máy móc để độc thời phát ra hiệu quả liền thường thắng viên mãn Người chân thật có tâm Phải nghĩ nhiều đến vấn đề này Làm thế nào hiện đại hóa Một giảng đường Có thể dung nạp đại chúng Cũng có thể đem Pháp Sư Giảng Kinh Cái âm thanh này Có thể tập trung Làm thành hiệu quả rất tốt Cung cấp cho truyền hình Mạng phổ biến khoa học kỹ thuật có thể làm đến được chúng ta xem thấy có rất nhiều biểu diễn mô hình lớn của đài truyền hình tôi rất ít tham gia tôi nhớ dường như năm 2003. Năm 2003 tôi lần đầu đến thăm viếng nước Thái. Tham gia hội nghị quốc tế. Quen biết tướng quân Tra Ngõa Lợi. Hai vợ chồng ông là tín đồ Phật giáo kiên Thành. Vào lúc đó họ đang trù bị xây dựng Y diện tăng già Lợi dụng để truyền hình Làm hoạt động Quyên góp Để truyền hình quốc gia Thái Lan Ngày hôm đó tôi có tham gia Xem thấy khán chúng ngồi tại hiện trường Có ba bốn trăm người Một cái phòng ghi hình lớn như vậy Hiệu quả tốt cho nên tôi nghĩ nếu như ở nơi đó mà giảng kinh thì quá tốt. Thính chúng hiện trường có ba bốn trăm người. Đồng thời có truyền hình phát đi. Đây là đạo tràng của thế kỷ 21. Phải nên là như vậy. chân thật muốn học phải đến hiện trường tham gia làm việc hoặc các sự việc bận rộn khác bằng ở trong nhà mở truyền hình xem cho nên chỉ quán phật dạy chúng ta buông xả phải nên biết buông xả là cái gì là buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạn. Những thứ này phải buông xả, phải cho nó dừng lại. Để khởi cái gì? Hầu trì chánh pháp, hoằng pháp lợi sanh. Hoàng hộ là một thể. Tôi thường hay nói Phật pháp có thể trụ ở thế gian hay không? Không ở pháp sư. Pháp sư, hoàng pháp cũng giống trường học, thành lập trường học vậy. Họ là giáo viên trụ trì Phật pháp là hiệu trưởng của trường học. trách nhiệm của họ lớn họ lập trường học họ có thể mời thầy giáo đến để dạy học họ chính mình không cần lên lớp hiệu trưởng không cần kim khoa cho mời thầy giáo giáo thọ giỏi hậu trì họ là song hộ họ phải hậu trì đối với thầy giáo cũng phải hộ trì đối với học trò Phật Pháp có thể trụ ở thế gian hay không? Công đức của họ lớn thứ nhất Giờ thời xưa Đế dương hộ Pháp Hiện tại dân chủ Chính phủ không quản việc này Cho nên Phật Pháp rất dễ suy yếu Cũng rất dễ dàng diệt mất Hoàn toàn dựa vào Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Tại Gia nếu như không học tập Phật Pháp họ không hiểu Họ phải học tập mới có thể hiểu Chỉ là thắp hương cúi đầu làm hình thức Vì thì không được rồi Đây không phải chân thật là hậu trì Không dễ dàng Bồ Tát chân thật xuất hiện Chúng sanh khu vực này có phước Phước báo hiện tiền Số người rất nhiều Người biết giảng kinh nói Pháp rất nhiều Quấn luyện 3 tháng thì có thể lên giảng đài Chúng ta nhiều năm kinh nghiệm rất phong phú như vậy Chính là không có người hộ trì Có thầy giáo Thầy giáo đều đổi nghề Không có trường học mời thỉnh họ Thầy giáo liền thất nghiệp Vì thì Vì để sinh sống Đành phải đổi nghề Vì thì rất đáng tiếc Những đạo lý này Chúng ta phải biết Cho nên có cơ duyên Có năng lực nhất định phải hộ pháp công đức hộ pháp không có gì sánh được vậy thì họ là bồ tát hay là phàm phu tám chữ phía sau này thì giới định rồi nếu như họ là bồ tát khẳng định đương tướng tức không tướng tận tâm trừng con người này là bồ tát họ không vì chính mình không luận làm sự nghiệp bao lớn tâm của họ là thanh tịnh họ không phải vì danh vọng lợi dưỡng không phải vì năm dục sáu trần không có tham sân si mạng đó là Bồ Tát Họ đến thế gian này để làm gì? Chân thật hậu trì Chánh Pháp Hoàng Dương Chánh Pháp Họ đến làm cái việc này Vì thì ta ngay đời này gặp phải hoàn cảnh là rất khổ cực. Ngay đời này làm sự việc gì, làm cái việc này. Nhắc nhở mọi người, chánh pháp không phải là mê tín. Chánh pháp có cần thiết trụ thế chánh pháp trụ thế có chỗ tốt đối với mọi người không có chỗ xấu bởi vì hiện tại mọi người mê mất rồi không xem thấy được diện mạo của chánh pháp chúng ta làm công tác tuyên truyền này tôi không phải khuyên người các vị xây một đạo tràng lớn để cúng dường tôi Không phải vậy Tôi tuổi tác lớn rồi Sắp đi rồi Không cần phải nghĩ đến cái phương diện này Các vị xây đạo tràng Phải bồi dưỡng pháp sư trẻ tuổi Phải bồi dưỡng cư sĩ trẻ tuổi Nếu như bạn phát hiện Bạn phải biết nên làm như thế nào Bạn giúp đỡ họ Chính là giúp đỡ Phật Pháp Phật Pháp Tận hư không khắp Pháp giới Bạn liền biết được Bạn làm được bao nhiêu công đức Tuy là có công đức lớn Không nghĩ làm công đức lớn Là Bồ Tát bạn cứu được bao nhiêu người mỗi một pháp sư giảng kinh nói pháp đồ chúng sanh đều là thuộc về bạn bạn lập trường học bạn mời họ đến giảng ngày nay tại vì sao bạn không thể gặp được tại vì sao cũng không thỉnh được là bạn chính mình không hiểu phật pháp Nếu như bạn tôn trọng Phật Pháp Bạn liền sẽ tôn trọng Pháp xứ Xuất gia tại gia là bình đẳng Không có khác biệt Chỉ cần có người này Chân thật y giáo phụng hành Y giáo tuyên giảm chia sẻ tâm đắc tu học của chính mình với đại chúng tự hành hóa ta vậy thì đúng pháp Ở trên Kinh Phật thường nói Tâm sanh tắc chủng chủng Pháp sanh Sanh cái tâm gì? Sanh tâm Bồ Đề Tám dạng bốn ngàn Pháp môn liền hưng khởi lên Tâm diệt tắc chủng chủng Pháp diệt Không có cái ý niệm này Không có cái tâm này trong tâm chỉ có tự tư tự lợi chỉ danh vọng lời dưỡng thánh giáo liền diệt rồi phía sau giải thích tám chữ vào năm chỉ Sở ngôn nhập giả Tánh tướng câu miếng Thể châu pháp giới Nhập vô nhập tướng Danh vi nhập giả Cái ý nghĩa này phải rõ ràng Cái gì gọi là nhập? Cái nhập này chính là khế nhập trong thiền tông nói Minh tâm kiến tánh Trong giáo hạ gọi là Đại cai viên giải Trong tịnh độ gọi là Lý nhất tâm bất loạn Đây là ý nghĩa của nhập Cái nhập này Bởi vì Cái thiên văn tự này là tu hoa nghiêm áo chỉ cái nhập này là nhập cái gì nhập cảnh giới hoa nghiêm đây không phải phổ thông cảnh giới hoa nghiêm là gì cõi thật báo trang nghiêm của tỳ lô giá na phật không phải mười pháp giới cho nên nhập cái chữ này hàm nghĩa rất sâu bởi vì Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn giảng đối tượng bộ Kinh này Là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Hay nói cách khác Đối tượng nghe Kinh Đều là Bồ Tát trong cõi thật báo trang nghiêm Không phải người phạm Cho nên cảnh giới của họ cao như vậy tánh tướng câu miến chính là phía trước nói đương tướng tức không tướng tận tâm trừng họ mới có thể đạt đến tánh tướng pháp tánh pháp tướng miến là cái gì lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước tánh tướng là một thể cho nên thì sao tâm của chính mình cùng pháp tánh hòa thành một thể thân của chính mình cùng pháp tướng hòa thành một thể thể châu pháp giới châu là châu biến phía trước ba loại châu biến chỉ nêu một loại một loại châu biến, ba loại đều châu biến. Vậy thì bạn liền biết được. Ý nghĩa trong thể châu pháp giới chính là phía trước đã nói. Châu biến pháp giới. Xuất sanh vô tận. Hàm dung không hữu. Đây là cảnh giới gì? pháp thân bồ tát cái gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật vì phật này tuy là không phải cứu cánh viên mãn phật thế nhưng khi họ khởi tác dụng thì cùng với cứu cánh viên mãn phật gần như không hề sai khác khác biệt duy nhất tập khí vô minh của họ chưa đoạn sạch. thế nhưng không chướng ngại họ, hoàng pháp lợi sanh, họ có năng lực ở tận hư không khắp pháp giới, cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh. chúng sanh có cảm họ liền có ứng. đang dùng thân gì để độ thì liền hiện thân ấy để độ. Giống như trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm đã nói 32 ứng thân Họ có cái năng lực này Họ cần phải Ở ngay trong ứng hóa Trong tự nhiên Đem tập khí Vô thị vô minh đoạn tận vì thì không cần phải dùng phương pháp khác Không để ý đến nó thì xong Tự nhiên nó liền đoạn tận Sau khi đoạn tận Hồi quy đến thường tịch quan Thường tịch quan Còn có hiện thân Vì chúng sanh Sáu cõi hay không tiếp dẫn những chúng sanh khổ nạn này hiện tại chúng ta ở trên kinh giáo học tập mà biết được khẳng định họ có thể thường tịch quan có cảm ứng chúng sanh có cảm thường tịch quan có ứng Cho nên Tâm tánh của thường tịch quan Khi không khởi tác dụng Chính là Đại sư Huệ Năng đã nói vốn tự đầy đủ Đại sư Huệ Năng nói Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Không khởi tác dụng khi khởi tác dụng thì sao? Năng sanh dạng pháp Chúng ta biết được Năng sanh dạng pháp khẳng định Họ liền khởi tác dụng Tuy là khởi dụng Tánh tướng Cầu miến thể châu pháp giới Bạn xem Họ thể tướng dụng Là một không có phân biệt Một tức là ba Ba tức là một Họ không giống như chúng ta Chúng ta thể tướng dụng phân khai Phân thành ba sự việc Họ không phải một sự việc Cho nên đây gọi là nhập Nhập có cái tướng nhập hay không? Không có Vì này nhất định phải hiểu Tuyệt nhiên không phải thật có cái xuất Có cái nhập Không phải vậy không có cái tướng này Tại vì sao không có cái tướng này Bởi vì vốn dĩ không có cái tướng Như này phải nên biết Chúng ta cho rằng tướng đều là người làm Đều là từ trong phân biệt chấp trước sanh ra Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì tướng từ đâu mà có Không có giới hạn Loại nhập này gọi là chân nhập Phạm hệ có xuất có nhập Có xuất nhập Cái hiện tượng đó thì chưa nhập Cái ý nghĩa này rất sâu Hơn nữa rất khó hiểu Thí dụ hiện tại chúng ta Ở cái giảng đường này cái giảng đường này là chúng ta xây dựng có cửa vào bằng từ bên ngoài vào bằng từ nơi cái cửa này đi ra có xuất có nhập đây là xây dựng một cái nhà nếu như cái nhà này triệt tiêu không còn nữa xuất nhập còn hay không không còn bạn lại nghĩ tự tánh của chúng ta bao lớn tự tánh là tận hư không khắp pháp giới cho nên nhập là một hình dung từ cái gì gọi là nhập thuận theo tánh đức thì gọi là nhập trái ngược với tánh đức gọi là xuất cất giữ ở trong đây Tỉ mỉ mà thể hội Bạn có thể Thể hội được một ít Cái giới hạn này là gì? Cái giới hạn này là mười pháp giới Thuận theo tự tánh Mà hiện ra cái cảnh giới này Là cõi thật báo trang nghiêm Là pháp giới nhất chân Trái với tánh đức Thì lập tức Cõi thật báo Liền không thấy Mê rồi Hiện ra là cái gì? Hiện ra là mười pháp giới Mười pháp giới Sáu cõi Xuất bạn ra khỏi tự tánh Mười pháp giới Sáu cõi Giống như Bạn xây một cái nhà vậy Mười pháp giới là xây cái nhà lớn Sáu cõi là cái phòng nhỏ trong cái nhà lớn, càng lìa càng xa. Cách ly ngoài tự tánh, càng lúc càng xa. Phật dạy cho chúng ta, bằng xem xả bỏ cái phòng nhỏ để vào cái nhà lớn. Xả bỏ sáu cõi vào pháp giới bốn thánh. Xả bỏ pháp giới bốn thánh vào cõi thật báo nghiêm Lại xả cõi thật báo trang nghiêm Mang liền vào cõi Thường tịch quan tịnh độ Thường tịch quan tịnh độ Là tự tánh Của thuần tịnh thuần thiện Từ ngay chỗ này mới thể hiện được Đại sư Hiền Thủ ở chỗ này giảng cho chúng ta ý nghĩa của chữ nhập. Phía sau, Đại sư dẫn kinh. Kinh Hoa Nghiêm Vân Như lai thâm cảnh giới, kỳ lượng đẳng hư không. Nhất thiết chúng sanh nhập, nhi thật, vô sở nhập. Đây là một bài kệ Trên Kinh Hoa Nghiêm Trên Kinh Có lúc gọi Phật Có lúc gọi Như Lai Hai loại cách nói này Là có ý nghĩa Phạm hệ gọi là Phật Phần nhiều là từ trên tướng mà nói gọi phật gọi như lai là từ trên tánh mà nói bằng xem phổ hiền hạnh nguyện mười đại nguyện dương nguyện thứ nhất chính là lễ kính chư phật cái đại nguyện thứ nhất là từ trên tướng mà nói câu thứ hai là nói xưng tán như lai không gọi là Phật Gọi là Như Lai Từ trên tánh mà nói Bạn nhất định phải hiểu Lễ kính là nghi sự, luận sự Từ từ trên tướng mà nói Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu vốn dĩ là Phật tại vì sao hiện tại bạn không phải là phật bạn mê rồi vẫn là phật phật đang mê hoặc điên đảo không thể nói không phải là phật bởi vì bạn không rời khỏi tự tánh tướng tướng tự tánh hiện tánh năng hiện tướng là sở hiện tướng sở hiện không rời tánh năng hiện tánh tướng vĩnh viễn không thể phân khai xử lý này đều phải làm cho rõ ràng làm cho tường tận cho nên phàm hệ có tướng chúng ta đều phải khởi tâm cung kính đối với phật chúng ta phải lệ kính Đối với người phải lễ kính Đối với tất cả động vật phải lễ kính Đối với thiên địa quỷ thần phải lễ kính Đối với cây, cối, hoa, cỏ, núi, sông, đất đai Đều phải lễ kính Vì sao vậy? Lễ kính là tánh đức Tánh đức Châu biến pháp giới Hàm dung không hữu Xuất sanh vô tận Phổ hiền nguyện thứ nhất Lễ kính Không thể nghĩ bàn Ai làm đến được Pháp thân Bồ Tát làm đến rồi Chúng ta lễ kính còn có khác biệt Vậy thì mê bất tự tánh rồi Không biết được nếu như người chân thật giác ngộ thì không phải vậy cho nên bạn liền biết được chư phật như lai pháp thân bồ tát họ có cung kính đối với chúng ta hay không cung kính chúng ta không cung kính đối với họ họ cung kính đối với chúng ta vì sao vậy họ biết được chúng ta giống như họ là phật phật đang mê hoặc điên đảo họ là phật đã giác ngộ cho nên họ cung kính đối với chúng ta chúng ta không cung kính đối với họ Chúng ta đối với những động vật nhỏ Đương nhiên càng không biết cung kính Cho nên phải học Phải dưỡng thành thói quen Xem thấy động vật nhỏ Đều có thể chấp tay gọi là Bồ Tát Đọc Tam Quy Y cho chúng Quy Y Phật Không đọa địa ngục Quy Y Pháp Không đọa ngạ quỷ Quy Y Tăng Không đọa bàn xanh Đọc ba lần Niệm A-di-đà Phật vì chúng Cầu sanh tịnh độ vĩnh diện thoát ly thân xúc sanh Đây là có duyên Phật Bồ Tát đối đãi với những động vật nhỏ như vậy Chúng ta phải học Bạn đối với những động vật nhỏ đều yêu thương như vậy bạn đối với người có thể không yêu thương sao yêu thương người thiện yêu thương đối với người ác như nhau tâm bình đẳng tâm thanh tịnh tâm địa thanh tịnh bình đẳng chính là chân tâm chính là thành minh cái thành minh này liền có thể cảm động những người ác đó giúp đỡ người ác quay đầu là bờ Phật Bồ Tát giáo hóa chúng ta là dùng cảm động Lời nói là bổ trợ Là xếp ở thứ hai Chân thành xếp ở thứ nhất Vậy xưng tán như lai Xưng tán thì không như vậy Họ tùy thuận tánh đức xưng tán Trái ngược tánh đức thì không xưng tán Cũng không hủy bán Tâm địa này thật hậu đạo Bạn làm sai sự việc không trách cứ Khi bạn làm đúng tán thán bạn Khích lệ bạn Tâm của bạn thật hậu đạo trong phật pháp gọi bồ tát là nhân giả nhân giả nhân tự nhân giả vô địch nhân giả ý nghĩa gì vĩnh viễn không có đối lập chính là đối địch với bất cứ người nào bất cứ việc gì bất cứ vật gì không có đối địch không có đối địch là một thể tánh tướng câu miến là không có đối lập đây gọi là nhân giả đây là bồ tát trong danh từ thuật ngữ đều là trí huệ cao độ mỗi giờ mỗi phút đang nhắc nhở chúng ta. Chúng ta xem trong 53 tham thiền tài biểu diễn cho chúng ta xem. 53 vị thiền trí thức. Người ở trong đây nam nữ già trẻ, các ngành các nghề Chính là đại biểu cả thể xã hội chúng ta Bạn từ sáng sớm thức dậy Đến tối đi ngủ Bạn cả ngày tiếp xúc tất cả người Chính là 53 tham Trong đây có người thiện Có người ác Người thiện là Phật Người ác cũng là Phật Họ không phân biệt bạn xem thiện tài đồng tử tham phỏng đối với thiện trí thức lễ kính tán thán cúng dường chính mình sám hối rồi thỉnh pháp gặp phải người tạo ác này người xác đạo dâm vọng thiện tại đồng tử gặp họ có lễ kính không có tán thán có cúng dường có sám hối có thịnh pháp cái dụng ý này rất sâu chúng ta tỉ mỉ mà quan sát vì mới có thể được thọ dụng tại vì sao người làm ác phải học với họ vấn đề là bạn có biết học hay không nếu bạn biết học thiện ác đều là tri thức đều là lão sư người thiện dạy chúng ta thiện bạn học thiện với họ người ác họ từ mặt trái để dạy bạn bạn xem thấy họ làm ác bạn xem thấy ác báo của họ bạn quay đầu nghĩ lại xem ta có làm việc ác này hay không nếu như ta có mau chóng thay đổi họ chẳng phải lão sư sao không có thì sao không có ta cũng đề cao cảnh giác không nên phạm sai lầm giống như họ vì họ cũng là thầy của ta đây đều gọi là thiện tri thức cho nên không có người ác không có việc xấu thiện ác là giáo trình chánh phản hai phương diện thấy đều được lợi ích Cho nên thiện tài Ngay đời thành Phật Hiện tại chúng ta tu hành Ngay đời không thành được Phật Chính là cái ải này Không cách gì đột phá Người thiện thì học tập với họ Người ác thì cách ly họ khá xa Không phê bình, không phỉ bán Thì bạn rất cực khôi rồi Thì rất khó được không hề giống như thiện tài Cung kính họ đến như vậy Chỉ là không tán thán Chúng ta nói không tán thán Không phê bình Vẫn là cung kính cúng dường họ như vậy Vẫn là có thể thân cận họ Tỉ mỉ Quan sát ác hạnh của họ Làm tấm gương phản tỉnh Chính mình có hay không Đây là Như Lai thâm cảnh giới Kỳ lượng đẳng hư không Như Lai ở chỗ nào Tất cả người đều là Tất cả việc đều là Tất cả vật cũng là thậm chí nói cây cối hoa cỏ núi sông đất đai không có thứ nào không phải thậm chí đến sinh vật tầng không gian duy thứ khác trên kinh phật gọi là thiên địa quỷ thần khoa học gia gọi là sinh vật ở tầng không gian duy thứ khác có hay không có khoa học chứng minh có nước ngoài nghe nói hiện tại trung quốc cũng có thôi miên thôi miên có thể làm cho người tập trung ý chí quay về lại đời quá khứ đời trước của bạn quay về đến đời trước tôi xem thấy nước ngoài có báo cáo có người quả nhiên Có thể quay về đến hơn 80 Đời trước Cũng sắp gần 4.000 năm Nói rõ tình hình đời sống lúc đó Họ có thể nói được rất rõ ràng Họ ở trong hang động Người vào thời đó vẫn chưa có nhà Ở trong hang động tình hình ăn uống đi đứng người đã là có đời trước thì đương nhiên có đời sau rất nhiều người trải qua thôi miên sau khi trải qua thôi miên số đông người đêm việc sanh tử xem rất nhẹ không còn sợ chết Biết được thế nào Biết được chính mình không chết Sinh tử là cái thân thể Linh tánh không diệt Tất cả người tổn hại chúng ta Hoặc giả tai hại tự nhiên Khiến chúng ta bị tổn hại Tổn hại là cái thân thể Linh tánh không hề bị tổn hại Những thầy thôi miên này thường nói không có bất cứ loại sức mạnh nào có thể tiêu diệt được linh tánh không thể nào nó vĩnh viễn tồn tại cũng có người gọi nó là linh hồn đều được thế nhưng linh hồn cùng linh tánh ở trong phật pháp có khác biệt linh hồn là linh tánh ở trạng thái đam mê cũng chính là nói linh tánh mê rồi Thì gọi là linh hồn Linh hồn giác ngộ rồi Thì gọi là linh tánh Phật nói cách này Rất hay Bởi vì linh hồn mê Mê thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi Không gian đời sống của bạn là Ở trong sáu cõi Nếu như giác ngộ rồi Linh hồn liền biến thành linh tánh nó liền thoát khỏi sáu cõi Sáu cõi ở chúng ta thấy rất lớn Tam thiên đại thiên thế giới là sáu cõi Thế nhưng ở trong Pháp giới hư không giới mà nói Sáu cõi phạm vi quá nhỏ Họ vừa giác ngộ Họ thoát ly sáu cõi Thoát ly sáu cõi cũng có thể bước vào Đến đi tự do Dường như có giấy thông hành vậy Họ muốn đến thì đến Muốn đi thì liền đi Trong sáu cõi Họ không lấy được giấy thông hành Thì họ không thể đi Giác ngộ quan trọng Phật Đà Bồ Tát Có ân đức Rất lớn đối với chúng sanh Sáu cõi Là gì vậy? Là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Đây là nhân Quả là gì vậy? Quả là vĩnh viễn thoát luân hồi Lì khổ được vui Trong sáu cõi chỉ là khổ Không ra sáu cõi không biết Ra khỏi sáu cõi mới biết được Sao cõi trên trời cũng khổ Vừa ra sáu cõi Đó là Pháp giới bốn thánh Phạm vi quá lớn so với sáu cõi Vẫn là có khổ Cái khổ đó là vô minh phiền não Khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm nếu là dừng lại buông xả Mười pháp giới không còn Vì thì, thì được đại tự tại Không gian hoạt động của bạn là Tận hư không khắp pháp giới Kỳ lượng đẳng hư không Ở trong tận hư không khắp pháp giới Cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh Chúng sanh có cảm lập tức liền ứng không có cự ly không có thời gian không có thời gian cảm ứng đồng thời không có cự ly lập tức liền hiện vì sao vậy phía trước nói ý nghĩa của nhập bạn hiểu được nghi vấn của bạn liền không còn cùng cả thảy hư không pháp giới dung thành một thể Họ ở đâu vậy? Họ chính ngay hiện tiền. Chúng ta một niệm cảm, họ lập tức liền ứng. Cảm của chúng ta không còn, họ liền biến mất. Họ từ đâu đến vậy? Tâm hiện thức biến. Phật nói rất hay. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chính là cái đạo lý này bà nghĩ cái gì họ liền hiện cái đó không phải họ có ý nghĩ họ không có ý nghĩ họ không có khởi tâm động niệm chúng ta khởi tâm động niệm chúng ta khởi tâm động niệm, tâm động niệm họ liền hiện tướng lý rất sâu rất rộng Kinh doanh phía sau nói Nhất thiết chúng sanh nhập Ta có thể nhập Bạn cũng có thể nhập Họ cũng có thể nhập Mỗi mỗi đều có thể nhập Tất cả chúng sanh đều nhập Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì nhập Nhập thì liền dung Nhập liền dung Cùng tự tánh hợp thành một thể trong Phật Kinh Có dùng nước để làm thí dụ Thí dụ được hay Phật thí dụ Nước sông Sông Hằng Ấn Độ Thích Ca Ni Phật giảng Kinh dạy học Ở lưu vực sông Hằng Thời gian rất dài Cái sông này rất dài Giống trường Giang Hoàng Hà của Trung Quốc vậy Dài mấy ngàn dặm đường Nước của sông Hằng Ở trong sông là nước sông Nó chảy vào biển cả Chúng sanh trong sáu cõi Cũng giống như dạng vật Chưa thoát khỏi sông Hằng Bạn là nước sông Phạm vi hoạt động của bạn không rời khỏi sông Hằng Vừa chảy vào biển lớn Thì liền không có bờ mé Vừa vào biển Liền biến thành nước biển nước biển chạy vào trong biển cùng với nước trước đây đã chạy vào đều hợp lại với nhau cái nào trước cái nào sau không có trước sau đều không có phật xưa cùng phật nay không tìm ra không có xưa nay không có trước sau hòa vào một thể nếu như chúng ta hồi quy tự tánh cũng giống như nước chảy vào trong biển cả vậy. Ở trong tự tánh có Phật trước Phật sau hay không? Không có. Có Phật xưa Phật nay hay không? Không có. Có Phật lớn Phật nhỏ hay không? Không có. Thấy điều không có, đến lúc nào thì thấy được cái hiện tượng này? Trong cõi thật báo thì thấy được rồi. Tuy chảy vào biển cả Chảy vào trong tánh hải Vô thị vô minh tập khí Vẫn chưa đoạn Ở giờ lúc này thì sao Sắp vào chưa vào Cửa ra của sông Hằng Bên kia là biển Bên này là sông Hằng bạn đáng ở chỗ cửa ra Có loại hiện tượng này Loại hiện tượng này chính là trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Chính là cái hiện tượng này Là ở giao giới Của sông cùng biển Ở chỗ này xuất hiện Vừa chân thật vào được biển lớn Đó chính là tập khí đều không còn Cứu cánh viên mãn Phật Cái thí dụ này rất có ý nghĩa Càng nghĩ càng có mùi vị Thế nhưng 41 vị thứ này Vô thị vô minh Tập khí đã không còn chướng ngại Bạn cùng Tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới Cảm ứng tương thông không chướng ngại bạn đến bờ mé của biển cả Thì không chướng ngại Năng lực liền hồi phục Cùng trên Phật quả cứu cánh viên mãn Có thể nói là không hề khác biệt Mà còn rất nhanh Họ cảm ứng tương thông cùng tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Lì khổ được vui Cái gì phải ghi nhớ Phương pháp giúp đỡ là Phá mê khai ngộ Phương pháp của phá mê khai ngộ là Giáo học Bạn không dạy làm sao được Trong phương pháp giáo học Quan trọng nhất là thân giáo Cho nên Thích ca mâu Ni Phật Năm xưa ở đời Vì chúng ta hiện thân nói Pháp làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Tại vì sao Ngài có thể làm được thành công? Khổng mạnh ở Trung Quốc, tại vì sao có thể làm được thành công? Không gì khác hơn. Chính mình làm ra tấm gương, quay nghi hữu tắc. Các ngài làm được thành công. Tôi mấy năm trước, ở quê hương, than trì lô gian an quy thành lập một trung tâm văn hóa truyền thống tôi yêu cầu thầy giáo nói với thầy giáo thích ca mâu ni phật dạy học thành công khổng tử mạnh tử dạy học thành công dựa vào cái gì chính mình làm được mới dạy người khác Chính mình không làm được Muốn yêu cầu người khác làm Thì không thể thành công Cho nên, nên yêu cầu thầy giáo Trước tiên chính mình thực tiễn Đệ tử quy Trong đệ tử quy Có 113 sự việc Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực Từng điều từng điều đều làm được Chính mình thật làm được Sau đó bạn mới đi dạy Thì thành công Đây chính là Phật Pháp Dung nhập đệ tử quy Đem đệ tử quy biến thành tư tưởng kiến dạy của chúng ta Biến thành lời nói hành vi của chúng ta Chúng ta hợp nhất với đệ tử quy Con người của ta chính là một đệ tử quy sống Biểu diễn ra đệ tử quy sống Bằng ở trên thân tôi thấy được thành công Nhi thật vô sở nhập bạn khế nhập cảnh giới Không hề để tỳ vết Chúng ta cùng đệ tử quy qua thành một thể Thực tế bà nói Cùng giới đệ tử quy Không có chút khác biệt nào Chỗ này gọi là dung nhập Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Cõi thật báo trang nghiêm của tỳ lô giá na Phật Đây là ý nghĩa của bài kệ này Hôm nay thời gian đã hết rồi Chúng ta chỉ học đến đây thôi A Di Đà Phật Cẩn dịch vòng tay cư sĩ Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cộng gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật